Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào chương trình Thiếu Niên Nói. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Vũ Hoàng Gia Linh, đến từ lớp 6 Song Ngữ 2. Hôm nay mình bước lên bục dũng khí này để chia sẻ một câu chuyện về em của mình. Em tên là Ngọc, năm nay lên lớp 2. Ở nhà thì hai chị em mình rất hay đánh nhau, cãi nhau vì những việc nhỏ như là em tự lấy đồ của mình, hay đôi lúc mình có quát mắng em nhiều quá. Lúc ấy em khóc thì mình rất là ghét, bởi vì mình không thích có một người em mà lúc nào cũng đi khóc rồi đi xuống mách bố mẹ. Ở nhà mình với em rất hay mâu thuẫn. Nhìn thấy mặt của em là mình đã lảng ra chỗ khác. Trước đấy mình thấy cũng rất là thương em, nhưng mà lúc sau thì mình lại thấy rất là ghét, bởi vì em luôn dành chỗ mà mình hay nằm ngủ với mẹ, hay là mẹ luôn tự lấy đồ chơi của mình để cho em chơi. Lúc ấy mình thấy rất là tức, tức cả mẹ lẫn em luôn. Có một lần thì mình bị ốm, Ngọc đã cố gắng chăm sóc mình, đi lấy nước, lấy thuốc cho mình. Sau những lần đấy thì mình đã cảm nhận được cái tình cảm mà em dành cho mình. Mình thấy rất là hối hận, bởi vì là mình không quan tâm đến em nhiều hơn. Ngọc ơi, chị xin lỗi. Chị xin lỗi, bởi vì sau những lần mà chị trêu Ngọc, Ngọc khóc thì chị thấy cũng rất là thương. Ngọc bỏ qua cho chị nhé. Theo em thì em chấp nhận lỗi của chị. Em cảm ơn chị đã xin lỗi em. Dù gì em cũng tha cho chị. Chị Linh ơi, em yêu chị nhiều ạ. Thực sự là những cái vấn đề giữa hai chị em thì nhiều lúc là bố mẹ cũng hơi đau đầu. Thường xuyên là cãi vã nhau. Thế nhưng mà đúng là gần đây là mình cũng thấy Gia Linh là cũng nhường nhịn em nhiều hơn. Không như ngày xưa nữa, ngày xưa là chiến đấu ngay. Mẹ rất là vui và mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc vì là con cũng đã biết suy nghĩ hơn. Và con cũng đã cố gắng. Bố chỉ muốn nói với con là phấn đấu thật tốt và học thật giỏi. Bố mẹ yêu con, yeah. Gia Linh có muốn nói lời cảm ơn bố mẹ của mình không? Hay là vẫn còn ngại? Hay là muốn chạy ẩn xuống dưới kia để ôm bố mẹ và ôm cả em vào lòng nhở? Còn chần chờ gì nữa? Nào!